Xin chào cả nhà, thì trở lại kênh của Tính Bonsai. Chúc cả nhà vui vẻ. Hôm nay là trời nắng đẹp, nắng gắt luôn. Sáng có lạnh, chiều có lạnh nhưng mà trưa nắng gắt ha. Thì hôm nay mình tưới cái vàng Thọ Hương, cao cũng là phải 2 gang ăn lên, nó từ 4 tấc cả nhà. Thì liền cốt ha cả nhà ha, nè, cây liền cốt, cao, có nụ, có bông, chơi tết. Đó, đây có cái bông nè. Mình giao cho các bạn là cây giống vậy không ha, bông giống vậy không á. Mỗi cây mình cho gáo nước. Mùa này nắng ghê lắm, tuy là có mưa, hết mưa rồi, nhưng mà nắng giờ ghê lắm cả nhà. Nắng buổi sáng, sáng sớm thì dưới chiều tà thì nó có thời tiết lạnh. Thì anh em cứ đem ra nắng, đem cây của mình về nhà ha, sang chậu xong nhớ lót đá đàng hoàng là đem ra nắng, tưới nước hàng ngày vào buổi sáng, đừng có tưới buổi tối nha cả nhà. Tưới buổi tối là cây nào cũng bị hư hết, không phải riêng cây mai đâu, tất cả cây trên thế gian này, cây rau còn bị hư mà tưới hoài thúi rễ. Tưới là tưới buổi sáng, đừng tưới buổi tối. Còn mấy cây tiếng vua nè, tiếng vua là mới sang chậu hết rồi, đợi khoảng tháng 2 tháng nữa lá nó bừa, nó già, nó xanh già lại thì mình mới giao lại ha. Còn bây giờ là cây của mình cũng còn mới à, vài chục cây à, không có nhiều đâu cả nhà. Cái dòng này mình cũng hạn chế phát triển, biết sao, ít có người chơi. Có mấy cây nhỏ nhỏ thôi chứ tưới cũng căng lắm cả nhà, bỏ sức ra lâu ăn lắm. Như mấy cây này 2 năm rưỡi nè, trồng vô cái chậu 8, cái C8 là 2 tấc rưỡi.
Mùa này là anh em tưới buổi sáng ha. Nói chung là tưới qua năm cũng tưới buổi sáng, đừng tưới buổi tối. Có nắng là lên là cái cây nó sung. Tưới buổi tối là nó không có nắng là thua. Rồi với mình tưới phân cũng vậy, tưới buổi sáng là ok. Tưới buổi tối là nó phân nằm đó là cây nó hư luôn. Nè, thấy bao lao đứng chỗ thôi mà tưới hoài không nhúc nhích được cái cơ thể luôn. Rồi quá khỏe đây ạ. Quên đó, cái cây khổng lồ chưa tưới nữa kìa. Thôi, đi ra. Đó, cả nhà thấy không? Nè, có bông cúc thơ hương nè. Quá đã không? Thơm mà lâu tàn. Chỉ có cúc thơ hương thôi. À, và cái bo nó phát triển rất là lẹ. Chỉ có cúc thơ hương. Đó, thì anh em nào chơi lâu năm sẽ biết cúc thơ hương ha. Bông nở thì khỏi chê. Bây giờ mình giới thiệu hoài cũng kỳ. Rồi nghỉ giải lao coi, đuối dữ rồi. À, thôi xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà vui vẻ, cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh YouTube. Cảm ơn cả nhà nhiều, thôi xin chào.